Iya. Yo, và chúng các bạn quay trở lại với channel tàu là và ngày hôm nay cùng nhau chơi game tên gì ta? Ok, thì hôm nay cùng nhau chơi một game có tên là Frosty Night. Thì tất nhiên đây là một cái kinh dị rồi, các bạn biết gì không? Mình rất là dũng cảm. Và ok, nói thiệt chứ mình cũng không dũng cảm bao nhiêu, nên là để chơi với căng thì mình đã cầm thêm một cái kiếm chiêu tài các bạn à. Đó. Ok, rồi chơi nào. Thì tôi đang làm như thế này. Hello. Cái bảng gì đây? Menu setting các kiểu. Ai đọc cái thứ này, mệt lắm. What the fuck. Nói chung là nhìn nó creep. À! Thật là vãi nồi. Mình làm sợ chết khiếp à. Ồ, tưởng gì. Thì ra cái cửa nó tự mở các bạn à. Cái gì vậy? Ở quên cái cửa. Không hiểu đâu, kệ đi. Thôi mình không đi qua nữa đâu. Rồi, let's go. Ok, đây là cái phần chọn giới tính nha các bạn. Giống như mà các bạn đi xin để đó, các bạn sẽ chọn giới tính á. Và tất nhiên mình sẽ trời phân vân quá. Thôi mình làm con trai 14 năm đủ rồi, bây giờ mình sẽ một ngày làm con gái cũng không sao đâu. Ok. 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 Rồi. Tôi đáng sợ và cờ lời đấy. Bây giờ tôi phải làm cái gì? Mong là sẽ không có công vậy. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Coi có thấy cái gì không? Mình không hiểu gì cả. Cái nồi gì? Cái nồi thế này rồi là mình cài lên đúng không? Sau đó chúng ta sẽ đi gắn vào mông của nhau. What the fuck? Hình như có lẽ là mình sẽ nó không cho mình qua này các bạn à. Hình như là theo gợi ý thì có thể mình thấy là mình sẽ thay xây người tuyết. À đúng rồi. Easy easy, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Mọi thứ quá đơn giản với mình. Mình đủ thông minh để chơi game này mà. Đặt lên cho bố. Wow, kỳ diệu không? Các bạn thấy kỳ diệu không? À, mình một người thông minh mà. Đó. Đây cái gì đây? Cứt hả? Ủa tại sao người ta lại bỏ chó vào trong một con người tuyết? Mình không hiểu. What the fuck? Từ một cái cục phân chút xí thôi nhưng mà nó lại dày dàng hết được ra cái đống này. Tôi không hiểu. Ê, đây là củ cà rốt nè. Ok, đáng lẽ là cái thứ này nó để ăn nhưng mà là để trang trí đâu. Rồi, bỏ cho mày nè. Ok. Ok. Bỏ cái que vô cái tay làm tay mày nè. Cái mũ với lại cái gậy đúng không? Thôi đơn giản thôi. Mọi chuyện vẫn nằm trong cái tầm với của mình. Không gì mà cái như là quá đà cả. Không gì có thể không gì thế giới như có thể khiến mình sợ các bạn à. What the fuck? Mất hồn. Sao nghe tiếng gió nó cứ rip gọi nghe nó khó chịu quá. Gió đít chứ các bạn. Ok thì mình quên chúc các bạn là chúc các bạn có một mùa đông thật vui vẻ nha. Tại vì ở đầu video mình quên chúc mất rồi. Xin lỗi các bạn, nói chung là chúc các bạn mùa đông vui vẻ. Ok. Giờ ta được vô nhà chưa? Đây cái gì? Ok thì mình vừa search Google cái từ frosty nghĩa là sương giá. Biết rồi. Biết rồi, mất hồn trời ơi. Ok. You know they give you nightmares. Sweet dreams. Trời, mất hồn trời. Đang nói chuyện tự nhiên gõ cái đùng đùng đùng. Ô mày đi ngủ đi. Oh my god. Ok, Frosty Night có nghĩa là những đêm sương giá các bạn à. Và nghe tên các bạn biết nó kinh dị cỡ nào rồi đó. Thôi, như riêng mình không sợ. Mình không đụng mấy cái này đâu. Gì đây? Ok, tôi đã giấu những cái câu chuyện xung quanh cái phòng của tôi để cho mẹ khỏi thấy nó. Tôi không có buồn ngủ bây giờ. Ok, tôi sẽ đi tìm những câu chuyện đó và chơi vào trong cái máy tab này các bạn. Cái máy chơi tab là cái máy bên cạnh màu đen đen các bạn. Có thì gì tôi sẽ không có thời gian để nghe chúng lần nữa đâu. Tôi có 5 cái tab. Ok, 5 cái tab là 5 cái băng đó các bạn. Thôi, mọi chuyện vẫn đơn giản. Nhưng mà sao... đèn pin đây. Ok, sao mà nhìn giống nó giống như cái Frona Freddy quá vậy. Và mình ghét cái thời loại game đó. Ôi, mở cửa ra nó hù nè. Đừng hù tôi mà. Tao không làm gì sai cả. Ôi, bước cái đây coi nó hù là ăn SML nè. Mà làm gì tao có bông. Đây nhà của tao, mày không có quyền ở trong này. Mày không có quyền ở trong này, ok. Mày không có quyền ở trong này. À, đồ phộng mày hù tao, mày hù tao kìa con chó. Ok, thôi xin lỗi. Rồi mà nói chung là mình sợ mấy cái thời gọi này vỡ lo lắm ấy. Sao hết pin. Cái đậu cụ.
Hết pin rồi các bạn à. Hết pin rồi. Ê, sao mình không mang cái đèn pin này theo được nhỉ? Không có công phải xài đèn pin. Mình thơ là cái tiếng đóng cửa làm mình khó chịu vô lời các bạn. Rồi, đây là cái con ngựa hành tinh ung thư gì đây? À, trong trong này có cái gì không? Không có gì hết. Đó, đồ chơi cái này được pin này đúng không? Rồi, có đèn pin lại rồi nhá. Tủ nồi. Mày tủ nồi, tao có đèn pin rồi. Mày tính nó sợ mày à. Không, tao không sợ mấy thằng như mày. Đây, cái máy xe tóc làm cái gì vậy? Máy xe tóc dùng để xe tóc hả? Ở trong này thì... trong này thì có cái gì? Ok, có vẻ như là mình... một cái tép này các bạn. Đây. Bố mày có một cái tép rồi nhá. Bỏ vô. Rồi, cho mình nghe chuyện nha các bạn. Frosty Nights. Oh. Chapter 1. Welcome, children, to a wonderful, magical, and yet grisly story that old Saint Nicholas never wanted you to know. This story takes us back a long, long time ago, when old Nicholas still had flex and ginger in his nồi. Và tất nhiên là chúng ta sẽ trở lại với cái con gấu ung thư này. Rồi, cho banh đúng không? Mày giấu này đúng không? Tao biết mà. Đây, mày giấu cửa nồi, giấu được tao à. Chapter 2. Ờ, phần 2 nữa hả? Cái chuyện lâu quá. Ok, phải nói là cái câu chuyện này nó khá là dài các bạn à. Rồi, câu chuyện thứ 3 đâu rồi? Câu chuyện thứ 3 đâu rồi? Đậu phộng, câu chuyện thứ 3 đâu rồi? Đèn pin của tao mà. Đưa tao cái đèn pin. Ồ, được rồi, hè. Cảm ơn. Hello, thỏ cun. Ôi, cậu giấu trong này à, cậu thỏ. Thôi, không có đúng không, cậu biến đi. Mình không cần cậu nữa. Bóng cun cũng vậy. Bóng cun không ở trong nhà. Ôi chà các bạn, đồ chơi cun. Các bạn có thấy cái băng của mình đâu? Đó, easy. Quá dễ. Chapter 3. Có lẽ như câu chuyện có câu chuyện về cái này nó khá là hay các bạn. Đây cái gì đây? Đây là cái máy kính thực tế ảo đúng không? Thôi cái gì xảy ra vậy? Rồi xong. Cái gì? Tao không làm gì sai cả. Tao không làm gì sai cả. Tha cho tao. Ok. Thì thằng này là nó vừa gắn cái đèn pin như cái máy sấy các bạn à. Action pen, ok. Vào trước mỗi buổi tối thì tôi thường tìm những cái vật dụng hữu ích và bỏ chúng vào những nơi mà nó sẽ có ích. Ok. Cái nào tốt nhất khi để phòng thủ khi mà màn đêm xuống. Rồi, ok. Có lẽ như là mình sẽ chui lên giường, núp. Có vẻ như là giống Final Fantasy rồi các bạn à. Now one. Đêm đầu tiên này các bạn. Thằng đi vậy. À, con thu. À, là mất hồn. Oh my god, lạy chúa à. Ok. Mình làm tới mất hồn vậy con Nai. Rồi, sớ đèn pin rồi. Đừng mà Nai. Rồi, cái gì mới sai vậy? Ok. Cái gì? Thằng nào muốn làm gì đó? À! Ok. Bây giờ là 1 giờ mấy rồi? Không, tôi không làm gì sai cả. Tất cả là tạo là người. Bỏ đèn pin vô. Rồi. Ok. Thằng nồi nào. Tao sẽ thổi chết mợ mày nè. À, mình hiểu rồi. Cái máy xe tóc là dùng để... Ồ, mình hiểu rồi. Sợ vỡ cởi. Fucking bullshit. Tao không làm gì sai cả. Bỏ đèn pin vô. Rồi, ok. Thằng L nào? Cửa sổ hả? Cửa sổ cái nồi. Tao không quan trọng, đó là cửa sổ của tao, mày không có quyền mở. Ok, mày không có quyền mở cái cửa sổ này. Ok, tim mình đang đập rất là nhanh.
Thằng L nào, thằng L nào, thằng L nào. Tao không có làm gì sai cả. Tao không có làm gì sai cả. Thề cái này giống y chang Final Fantasy luôn mà, và mình ghét cái game nó vờ cờ ấy. Chết mẹ, hết đèn pin rồi. Rồi, sắp qua đêm đầu tiên các bạn à. Ok. Thằng khốn nạn. Đừng mà. Đừng. Đừng. Thằng L là mở cửa sổ đó. Tao cấm mày làm thế, ok. Chết mẹ. Rồi, tao không quyền cấm rồi. Tao không đèn pin thì tao không làm được gì cả. Đừng làm tao sợ. Thằng L nào, tao còn máy sấy hết. Tao còn đèn pin, tao còn máy sấy, ok. Lại đây, mày lại đây, mày lại đây. Mày lại đây. Mày lại đây. Đừng tưởng tao ngán mày nha. Đừng, em giỡn thôi mà, em đổi ý rồi. Đừng mà mấy anh. Mấy anh người tiếc ơi. Em biết là em có hơi quậy một chút, nhưng mà em không đáng để nằm trong cái danh sách trẻ hư đâu. Đừng mà anh người tuyết. Đừng anh người tuyết à. Đờ mờ mày. Đờ mờ mày. Đờ mờ mày. Đó, mày là con hư thôi, mày không, mày thứ vô hại, mày không làm gì tao cả. Mày vô hại. Mày không làm gì tao cả con hư à. Mày không có quyền để làm gì cả. Đi. À. Tối nồi. Tối nồi. À, mày không lừa tao đâu, mày không lừa tao đâu. À, à, à. Mày lừa tao một lần thôi, không lần thứ hai đâu em à. Rồi, bố mày bỏ đèn pin vô, rồi bố mày sẽ đi giành đèn pin. Không, thằng lồi nào đâu. Hello, chạy em gấu. Đừng mà mày, đi ra. Ô, chạy anh ngừa hành tinh. Mày cũng đi ra luôn, mày nữa, đi ra đi. Biến đi, biến hết đi. Tao không cần ai cả. Ngồi tí gì như lời. Ok. Đậu phộng, đậu phộng. Không vô rồi nha anh bạn. Không vô rồi nha anh bạn. Đóng cửa lại cho tao. Không vô rồi nha. Đóng cửa lại. Đừng mà mở cửa cho tao. Mày mở, ngon mày mở cửa đi. Mày ngon mày mở cửa đi. Tao sẽ thổi chết mày nè. Mở cửa cái nồi. Mở cửa cái nồi. 6 giờ sáng lẹ coi. Ông già Noel ơi. Ông già Noel à. 6 giờ. Rồi, bão tuyết tới đây. Tao không quan trọng vụ đó. Mày không có tủ nồi với tao. Không có cái con người tuyết nào mà dọn tao cả. Người tuyết chỉ là một lũ. À! Rồi bảo tuyết sẽ qua mau thôi. Rồi bảo tuyết sẽ qua mau thôi. Khi nào ông già Noel với chúng ta sẽ thắng. Và 6 giờ ok. À! Ho ho ho. Yeah. Vô mặt mày nè, cái con người tuyết mất dậy. Rồi, mặc cái con người tuyết đây. Mặt của mày đúng không? Tao biết cái bộ mặt thật của mày rồi. Mày xấu cha lắm, mày không đẹp trai tao tưởng. Tao biết mà. Ok, và nếu các bạn thích game này thì có thể lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và mình sẽ chi tiết tập thứ hai. Và có thể tập này chúng ta sẽ có thêm những cái cục video mới đây. Và ngồi ra, cảm ơn các bạn xem video.